Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Color Sport. Rất nhanh sau khi ra mắt dòng Phoenix 7 vào đầu năm ngoái, thì trong tháng 7 năm nay, Garmin lại tiếp tục giới thiệu phiên bản Pro của dòng sản phẩm đồng hồ thể thao cao cấp này. Và trong khoảng 3 tuần vừa qua, mình đã có những trải nghiệm sử dụng hàng ngày cũng như là luyện tập với chiếc Phoenix 7 Pro Xavier Solar này của Garmin. Và sau đây sẽ là những đánh giá chi tiết của mình về chiếc đồng hồ này của Garmin nhé. Đầu tiên về mặt ngoại hình, nếu như chỉ nhìn vào phần mặt trước thì các bạn sẽ rất khó phân biệt được đâu là Phoenix 7 và đâu là Phoenix 7 Pro. Và gần như chúng ta sẽ chỉ có một sự khác biệt nho nhỏ, đó là phần viền bên ngoài thể hiện số giây và phần viền màn hình các bạn nhé. Và sự khác biệt lớn nhất của chúng ta sẽ tới từ mặt sau của đồng hồ. Khi ở trên Phoenix 7 Pro, chúng ta sẽ có cảm biến nhịp tim thế hệ mới nhất, đó là nhịp tim thế hệ thứ 5 của Garmin. Và với cảm biến nhịp tim thế hệ mới này thì Garmin đã tăng đáng kể về kích thước cụm cảm biến, cũng như hãng cũng tăng thêm số lượng đèn chiếu sáng lên tới là 6 bóng thay vì chỉ là 2 bóng như ở trên Phoenix 7. Và về độ chính xác của cảm biến nhịp tim thế hệ mới này, mình sẽ đề cập chi tiết hơn ở phần sau của video các bạn nhé. Tiếp đến đó là tính năng đèn pin. Nếu như ở trên phiên bản Phoenix 7, Garmin chỉ trang bị tính năng đèn pin này ở phiên bản có kích thước lớn nhất, đó là Phoenix 7X với size mặt là 51mm, kích thước khá là to. Và đã có rất nhiều người dùng mong muốn rằng Garmin sẽ tích hợp tính năng đèn pin vào những phiên bản có kích thước nhỏ hơn như là Phoenix 7 47mm chẳng hạn. Và rất may Garmin đã lắng nghe ý kiến này của người dùng khi ở phiên bản Pro, hãng đã trang bị tất cả tính năng đèn pin vào các phiên bản 42, 47 và 51mm. Mình đánh giá đây là một cải tiến tích cực của Garmin bởi vì nhu cầu luyện tập của người dùng ở trong điều kiện là buổi tối hoặc là sáng sớm rất là cao. Và như vậy chúng ta có thể tận dụng tính năng đèn chớp của đồng hồ như là một chiếc đèn cảnh báo để báo hiệu với các phương tiện giao thông, giúp chúng ta chạy bộ hoặc là đạp xe ở trên đường một cách an toàn hơn. Và ngoài ra thì đôi khi chúng ta cũng sẽ có nhu cầu là cần phải soi sáng ở trong bóng tối, thì thay vì việc phải sử dụng điện thoại và bật đèn flash lên thì các bạn có thể sử dụng ngay tính năng đèn chiếu sáng ở trên chiếc đồng hồ ngay trên cổ tay của mình một cách rất tiện lợi. Tiếp theo về mặt kích thước, trọng lượng cũng như là vật liệu cấu thành thì Phoenix 7 Pro hoàn toàn giống với Phoenix 7. Chúng ta sẽ có những vật liệu cao cấp nhất như là bộ khung viền phía trước và phía sau bằng chất liệu titanium, mặt kính sapphire cho khả năng chống chảy xước tốt với khả năng đó là hấp thụ được năng lượng mặt trời, sẽ giúp duy trì thêm thời lượng pin sử dụng của chúng ta. Nhưng tuy nhiên về phần tấm nền màn hình MIP thì chúng ta sẽ có một sự cải tiến nho nhỏ ở đây. Khi ở trên Phoenix 7 Pro, phần màn hình MIP này Garmin đã tăng thêm một chút về độ sáng đèn nền và độ tương phản, và từ đó thì các bạn có thể dễ dàng quan sát phần màn hình này hơn. Nhưng tuy nhiên sự khác biệt này là không lớn và chúng ta sẽ cần phải đặt hai chiếc đồng hồ ở cạnh nhau và so sánh thì mới thấy được sự khác biệt này. Và do có ngôn ngữ thiết kế gần như là hoàn toàn giống với Phoenix 7, cho nên về phần dây đeo của Phoenix 7 Pro, Garmin đã thay đổi họa tiết của phần dây đeo này, sẽ giúp cho người dùng dễ dàng phân biệt hai chiếc đồng hồ này hơn. Và với một chiếc đồng hồ thể thao được hoàn thiện từ khá nhiều chi tiết kim loại như Phoenix 7 Pro, chắc hẳn rằng nhiều bạn sẽ thắc mắc đó là đeo ở trên tay thì có cảm thấy nặng hay là không. Thực sự mà nói thì với một người đã quá quen với các dòng sản phẩm Phoenix của Garmin như mình thì thấy rằng trọng lượng 73g ở trên Phoenix 7 Pro không phải là một vấn đề. Bởi vì ở những phiên bản trước của dòng Phoenix như là Phoenix 5 hay là Phoenix 6, khi chúng ta chưa có chất liệu titanium, mới chỉ là thép không gì thôi, thì trọng lượng đồng hồ có thể lên tới là hơn 80g. Do vậy thì 73g ở trên Phoenix 7 Pro cũng đã là tương đối nhẹ trong dòng sản phẩm Phoenix của Garmin rồi. Nhưng tuy nhiên, với những ai chưa sử dụng dòng sản phẩm Phoenix này của Garmin bao giờ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cảm thấy trọng lượng này sẽ hơi nặng một chút. Và các bạn có thể cảm nhận rõ được trọng lượng này khi chúng ta chạy từ khoảng 3 cho tới 5km đầu tiên. Và chúng ta sẽ cần phải mất khoảng từ 1 cho tới 2 tuần để có thể làm quen được với trọng lượng của Phoenix 7 Pro. Tiếp đến đó là thời lượng pin thì Phoenix 7 Pro cũng hoàn toàn giống so với Phoenix 7, khi chúng ta sẽ có tối đa là 18 ngày sử dụng ở chế độ đồng hồ thông minh, hoặc là 57 tiếng chỉ sử dụng GPS, hoặc 23 tiếng sử dụng GPS ở chế độ đa băng tần, hay như 10 tiếng nếu như các bạn sử dụng GPS kết hợp với việc nghe nhạc. Và với nhu cầu sử dụng khá là cơ bản của mình thì Phoenix 7 Pro có thể đáp ứng được khoảng 10 ngày sử dụng mới cần phải sạc lại. Về mặt cảm biến thì tất nhiên Phoenix 7 Pro sẽ được trang bị tất cả các cảm biến hiện có ở trên dòng Phoenix 7 như là cảm biến nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, la bàn, gia tốc kế, cao áp kế, khí áp kế, con quay hồi chuyển.
Nhưng tuy nhiên, ở trên Phoenix 7 Pro, chúng ta sẽ có thêm một cảm biến mới nữa, đó là cảm biến ánh sáng theo môi trường xung quanh. Do vậy thì Phoenix 7 Pro sẽ có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng của đèn nền theo ánh sáng của môi trường. Đây là điều mà Phoenix 7 không làm được. Các tính năng sức khỏe ở trên Phoenix 7 Pro thì cũng hoàn toàn giống so với Phoenix 7, khi chúng ta sẽ có các chỉ số như là theo dõi nhịp tim 24/7, đo nồng độ oxy trong máu, calo tiêu hao, bước chân, mức độ căng thẳng, chỉ số pin cơ thể, đếm nhịp thở, theo dõi và chấm điểm giấc ngủ chuyên sâu và chỉ số thay đổi nhịp tim HRV. Trong đó thì hai tính năng mà mình sử dụng nhiều nhất đó chính là theo dõi chấm điểm giấc ngủ và chỉ số HRV. Đối với việc theo dõi giấc ngủ thì Garmin sẽ có tính năng đó là chấm điểm giấc ngủ của chúng ta. Do vậy thì mình rất dễ dàng biết được chất lượng giấc ngủ của mình đang là tốt hay là chưa tốt. Còn đối với chỉ số thay đổi nhịp tim HRV thì đây là một chỉ số cũng rất quan trọng, phản ánh tình trạng sức khỏe của chúng ta. Nếu như chỉ số này không ở mức cân bằng thì có nghĩa các bạn sẽ cần phải điều chỉnh lại quá trình luyện tập của mình, có thể là giảm bớt cường độ luyện tập và tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, hoặc các bạn có thể điều chỉnh giấc ngủ của mình cần tăng thêm thời gian ngủ chẳng hạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay lại với cảm biến nhịp tim thế hệ mới ở trên Phoenix 7 Pro. Mình đã có một bài test so sánh về độ chính xác của Phoenix 7 Pro với đai nhịp tim đeo ngực Polar H10. Đây là một trong những thiết bị đai đeo ngực đo nhịp tim có độ chính xác cao nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại, với độ chính xác lên tới là 99,6%. Và đây là đồ thị so sánh nhịp tim đo được giữa Phoenix 7 Pro Savvy Solar thể hiện bằng đường màu tím và đai nhịp tim đeo ngực Polar H10 thể hiện bằng đường màu xanh. Nếu như nhìn về mặt tổng thể thì chúng ta có thể thấy rằng cả hai đều có sự tương đồng rất cao. Nhưng tuy nhiên, nếu như chúng ta soi xét kỹ hơn, thứ nhất đó là về con số nhịp tim trung bình đo được của Polar H10 là 143,34 nhịp trên 1 phút. Trong khi đó, Phoenix 7 Pro Sapphire Solar đo được cao hơn là 144,84 nhịp trên 1 phút. Như vậy thì Phoenix 7 Pro Sapphire Solar đo cao hơn khoảng 1,5 nhịp so với Polar H10. Và ngoài ra, khi chúng ta nhìn vào phần đồ thị này thì các bạn có thể thấy rằng đường màu tím tịnh tiến một chút sang phía bên phải so với đường màu xanh. Điều này thể hiện gì? Đó chính là độ trễ về nhịp tim của Phoenix 7 Pro sẽ cao hơn một chút so với Polar H10. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Polar H10 của chúng ta có cơ chế đo nhịp tim bằng điện tâm đồ. Hơn nữa thì vị trí gắn cũng rất gần tim của chúng ta. Do vậy thì đai nhịp tim này có thể theo dõi được những xung động nhỏ nhất ở trong nhịp tim của chúng ta. Trong khi đó thì Phoenix 7 Pro Sapphire Solar vẫn chỉ sử dụng đó là cảm biến nhịp tim quang học ở trên cổ tay. Và chắc chắn chúng ta vẫn sẽ có những hạn chế nhất định của cảm biến nhịp tim quang học này về độ trễ. Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể thì vẫn có thể thấy rằng Phoenix 7 Pro Sapphire Solar vẫn là một trong những mẫu đồng hồ có cảm biến nhịp tim ở trên cổ tay chính xác nhất ở thời điểm hiện tại. Ok, và đó là độ chính xác của cảm biến nhịp tim thế hệ mới ở trên Phoenix 7 Pro. Vậy thì so sánh với cảm biến nhịp tim thế hệ 4 ở trên Phoenix 7 thì sao? Mình cũng đã có một bài test so sánh giữa hai chiếc đồng hồ này với nhau và kết quả cho ra khá là ngạc nhiên khi đồ thị nhịp tim của cả hai chiếc đồng hồ này gần như là hoàn toàn trùng khớp với nhau. Mình không nhận thấy được một sự khác biệt nào rõ rệt ở đây. Và như vậy thì mình có thể thấy rằng với cảm biến nhịp tim thế hệ mới ở trên Phoenix 7 Pro, Garmin sẽ tăng thêm độ ổn định trong những điều kiện khó như là khi chúng ta chạy bộ ra nhiều mồ hôi hoặc là khi các bạn bơi lội chẳng hạn, nước vào thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng về độ chính xác của cảm biến nhịp tim. Do vậy thì việc tăng kích thước của cụm cảm biến và nhiều đèn chiếu sáng hơn thì chắc chắn cảm biến của đồng hồ sẽ thu thập được nhiều dữ liệu về nhịp tim của chúng ta hơn, từ đó sẽ giúp tăng thêm độ chính xác của đồng hồ trong những điều kiện như vậy. Còn đối với các điều kiện sử dụng bình thường hàng ngày thì mình thấy rằng cảm biến nhịp tim thế hệ 5 và thế hệ 4 gần như là hoàn toàn chính xác giống nhau. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chuyển qua tính năng tập luyện thể thao ở trên Phoenix 7 Pro. Điểm mới đầu tiên ở trên Phoenix 7 Pro đó là chúng ta sẽ có rất nhiều các môn thể thao mới được ưa chuộng tại Việt Nam của chúng ta như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông hay là boxing, và kết hợp với khoảng hơn 60 môn thể thao sẵn có ở trên dòng Phoenix 7 trước đó thì gần như tất cả các môn thể thao mà bạn có thể luyện tập đều sẽ được trang bị đầy đủ ở trên Phoenix 7 Pro. Về độ chính xác thì đối với các bài luyện tập ở trong nhà thì mình thấy rằng cảm biến con quay hồi chuyển ở trên Phoenix 7 Pro hoạt động cực kỳ chính xác. Như trên màn hình các bạn có thể thấy, đối với bài tập gym, đồng hồ đã nhận diện hoàn toàn đúng tất cả các bài tập mà mình đã tập. Còn với tính năng đếm số lần lặp lại thì Phoenix 7 Pro cũng chỉ đếm sai duy nhất là 2 hiệp,
và mỗi hiệp cũng chỉ sai có 1 rep mà thôi. Và mình cũng có test thêm đối với bài tập chạy máy ở cự ly là 5 km, thì trên Fenix 7 Pro cũng chỉ đo sai lệch khoảng 30m so với máy chạy mà thôi. Hay như là với bài tập nhảy dây thì Fenix 7 Pro cũng chỉ đếm sai 21 vòng so với con số là 3.000 vòng mình đã nhảy. Như vậy sai số là chưa tới 1% các bạn nhé. Và như vậy thì có thể thấy rằng với các bài tập trong nhà, độ chính xác của Fenix 7 Pro đạt được là rất cao. Còn đối với các môn thể thao luyện tập ngoài trời thì do Fenix 7 Pro được trang bị GPS đa băng tần, cho nên nó cũng có độ chính xác cực kỳ cao cho dù là điều kiện khó đến đâu. Và mình cũng đã có một bài test khá là khó đối với chiếc Fenix 7 Pro này ở trong điều kiện trong ngõ nhiều nhà cao tầng và nhiều cây cối. Thì như trên màn hình các bạn có thể thấy, đó là đường GPS vẽ lại của Fenix 7 Pro rất đẹp và có độ bám đường cao. Ngoài ra thì Fenix 7 Pro còn có một chỉ số rất hay, đó là trường dữ liệu thể lực theo thời gian thực. Với chỉ số này thì sẽ giúp các bạn tránh được việc luyện tập quá sức trong quá trình chạy bộ đường dài hoặc là đạp xe chẳng hạn. Mình cũng có kiểm tra thêm về độ chính xác của tính năng đo động lực học chạy bộ. Đây cũng là một tính năng mới gần đây Garmin trang bị trên các mẫu đồng hồ như là Forerunner 265 hay là 965, mới ra mắt cách đây khoảng 2 đến 3 tháng mà thôi. Và mình so sánh với chiếc cảm biến chạy bộ chuyên dụng Running Dynamic Pod thì thấy rằng với các chỉ số như là tốc độ guồng chân, chiều dài sải chân và thời gian tiếp đất thì cả hai đều khá là tương đồng với nhau. Chúng ta sẽ chỉ có một sự sai số tương đối ở chỉ số, đó là độ nảy của cơ thể. Và thêm vào nữa thì Fenix 7 Pro sẽ không đo được chỉ số, đó là sự cân bằng trái phải giống như là Dynamic Pod các bạn nhé. Điểm mới thứ hai ở trên Fenix 7 Pro trong tính năng luyện tập thể thao này, đó là các chỉ số phân tích luyện tập mới, đó là điểm sức bền và điểm leo đồi. Đối với điểm sức bền thì sẽ phản ánh khả năng chạy bộ đường dài của chúng ta theo thang điểm từ 0 cho tới 10.000. Và ở thời điểm hiện tại, chiếc đồng hồ này của mình đang nhận diện điểm sức bền của mình là khoảng 4.900. Như vậy thì có thể thấy Fenix 7 Pro cũng phản ánh khá là chính xác khả năng chạy bộ đường dài của mình, mới chỉ dừng ở mức cơ bản mà thôi. Còn đối với chỉ số leo đồi hay còn gọi là chỉ số leo dốc thì sẽ phản ánh khả năng chạy bộ của chúng ta ở những cung đường dốc. Và chỉ số này sẽ được tổng hợp từ 3 chỉ số nhỏ hơn, đó là điểm sức mạnh leo đồi, điểm sức bền leo đồi và chỉ số VO2max. Rất tiếc rằng địa điểm luyện tập quanh nhà mình thì đều là đường phẳng, không có những cung đường dốc, cho nên điểm số này của mình ở trên Fenix 7 Pro thì cực kỳ thấp, chỉ có hơn 10 điểm mà thôi. Vậy thì hai chỉ số mới này của Fenix 7 Pro hữu ích đối với những ai? Chắc chắn đó là những ai luyện tập chạy bộ đường dài, đặc biệt đó là chạy trail hay còn gọi là chạy địa hình. Các chỉ số phân tích luyện tập còn lại ở trên Fenix 7 Pro thì cũng hoàn toàn giống so với Fenix 7, như là dự đoán thành tích chạy marathon theo từng cự ly 5, 10, 21 và 42 km, chỉ số VO2max, trạng thái luyện tập, tải luyện tập, tỷ lệ giữa tải luyện tập ngắn hạn so với dài hạn, thời gian phục hồi, sự thích nghi theo nhiệt độ và độ cao. Đặc biệt hơn với chỉ số sẵn sàng luyện tập, đây giống như là một chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ sẵn sàng của chúng ta đối với các bài luyện tập sắp tới. Và gần như mình chỉ cần nhìn duy nhất vào chỉ số này là đã biết được thể trạng của cơ thể ngày hôm nay có đáp ứng được tốt với bài tập hay là không. Ngoài ra thì dẫn đường bằng bản đồ màu Topo Map cũng là một tính năng rất nổi bật ở trên các mẫu đồng hồ cao cấp của Garmin, và Fenix 7 Pro thì cũng không phải ngoại lệ. Với tính năng này thì chúng ta có thể tải các file dẫn đường GPX của giải chạy vào trong đồng hồ, hoặc các bạn cũng có thể tự tạo riêng cho mình một cung đường theo ý muốn của bản thân ở trên ứng dụng Garmin Connect và đồng bộ vào đồng hồ để có thể chạy bộ hoặc là đạp xe theo. Và việc sử dụng tính năng bản đồ ở trên Fenix 7 Pro cũng cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng màn hình cảm ứng, và các thao tác như là di chuyển hay là thu phóng thì cũng cực kỳ mượt mà. Như vậy tổng kết lại thì có thể thấy rằng về cảm giác đeo cũng như là trải nghiệm sử dụng hàng ngày, Fenix 7 Pro không có nhiều sự khác biệt so với Fenix 7. Hơn nữa thì với hai chỉ số phân tích luyện tập mới, đó là điểm sức bền và điểm leo đồi, thì ở trong các phiên bản cập nhật phần mềm sắp tới, Garmin cũng sẽ cập nhật lên dòng sản phẩm cũ hơn của mình như là Fenix 7 hay thậm chí là cả dòng sản phẩm Forerunner 955 và 965. Như vậy thì sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Fenix 7 Pro và Fenix 7 đó là tính năng đèn pin và cảm biến nhịp tim thế hệ 5 mới nhất đem lại sự ổn định cao hơn. Và đó là tất cả những đánh giá của mình về chiếc đồng hồ mới nhất của Garmin, Fenix 7 Pro Savvy Solar này. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến sản phẩm này thì link mua hàng mình đã để trong phần mô tả video rồi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!